Món cuối cùng trong bàn tiệc nồng đượm vị men này là tai lưỡi heo nấu với hèm. Mùi thơm nồng và vị chua nhẹ của nước hèm hòa quyện với các nguyên liệu dân dã, hứa hẹn sẽ làm cho mọi giác quan của bạn bừng tỉnh. Bắt tay vào cắt khúc ngó sen, cắt tỏi thành muối và gừng thành sợi vừa. Đợi tai vào lưỡi heo chín thì đem ra cắt thành miếng nhỏ vừa ăn. Chú ý, cắt đều tay để vừa đẹp mắt, vừa giúp cho phần tai và lưỡi heo thấm gia vị cho những công đoạn sau nhé. Bắt một nồi nước dùng trên bếp cho sôi, thêm hèm vào rồi nêm nếm gia vị vừa ăn. Cho lần lượt gừng, ớt, tỏi, ngó sen. Sau đó đến tai và lưỡi heo vào nồi, một chút húng quế sẽ tạo hương thơm tinh tế cho món ăn. Hèm giúp cho tai lưỡi heo mềm ngọt nhưng vẫn giữ được độ dai giòn sần sật. Nước dùng thơm mùi rượu, nồng vị tỏi ớt và lẫn chút vị chua nhẹ. Món này mà có bún ăn kèm nữa thì không biết bao nhiêu chén mới đủ đấy. Đồ ăn ngon mà chỉ để nhìn thì uổng phí quá đi mất. Phải có người thưởng thức chứ nhỉ. Vậy đói nào sẽ được thưởng thức đây? Chờ xem trò chơi ngay sau đây nào.